Hello, xin chào tất cả mọi người đã trở lại channel của mình và mình là Thanh Hoa. Thì ngày hôm nay mình lại có rồi mình ngồi đây và bàn luận với mọi người về FIFA lại một lần nữa. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu tới mọi người một sơ đồ hoàn toàn mới, đó chính là 4-1-2-1-2. Và một sự thay đổi mới này cũng sẽ làm cho các bạn trải nghiệm tốt hơn tại gameplay chính hôm nay. Và trước khi xem video, đừng quên để lại mình một like và subscribe để giúp mình có thêm động lực làm video sau nha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem thử video này nó như thế nào. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem thử sơ đồ 4-1-2-1-2 này sẽ bao gồm những vị trí nào nè. Và mình sẽ gắn huấn luyện viên kỹ năng ra sao. Thì đầu tiên hai anh chàng tiền đạo mình sẽ gắn huấn luyện viên kỹ năng, đó chính là di chuyển ngay khi đỡ một nè, với lại phản ứng ngay khi kêu gọi xâm nhập. Đây là hai kỹ năng quan trọng nhất của tiền đạo. Và gắn thêm cái nữa đó chính là cái sút xoáy nè, hoặc là gắn cái sút xa, hoặc là gắn cái tạo cơ hội ghi bàn cũng được. Thì đây là bộ ba kỹ năng chạy và sút của tiền đạo cực kỳ quan trọng. Và anh chàng CM thì mình sẽ gắn huấn luyện viên kỹ năng, đó chính là di chuyển ngay khi đỡ một nè, tạo cơ hội ghi bàn với lại khả năng khéo léo. Thì ở đây nếu như bạn có thêm cái chuông với lại cái xoáy thì nó vẫn được nha. Nhưng với mình thì bộ ba kỹ năng này cũng ok, miễn sao có cái tạo cơ hội ghi bàn để giúp cho cầu thủ đó sút được và chuyền được trong cấm. Và CM với lại hai anh chàng CM thì mình sẽ gắn huấn luyện viên kỹ năng, đó chính là sút xoáy này với lại khéo léo nha. Hoặc là các bạn thêm một cái nữa là cái sút xa, hoặc thêm cái nữa cái sút cự ly gần. Với hai anh chàng này cũng đôi khi hay vào cắm thì cái sút cự ly gần này vẫn có tác dụng á. Còn cái sút xa xoáy này thì giúp cho những cú nã đá bén ở ngoài sẽ chuẩn xác hơn và đấm nhau được nhờ cái khéo léo. Và anh chàng CDM thì mình cũng sẽ gắn huấn luyện viên kỹ năng y chang vậy á, cũng là khéo léo nè, cũng là sút xoáy và thêm cái sút tầm thấp nữa. Cái sút tầm thấp này nó cũng sẽ thường hay sút trong vòng cấm á, cho nên cũng sẽ giúp cho anh chàng này ghi bàn nếu như có hoạt động cấm. Và anh chàng CB thì mình sẽ gắn huấn luyện viên kỹ năng, đó chính là khéo léo nè, hoặc là tổ chức, hoặc là khéo léo lại tắt bóng, kèm thêm một cái chỉ số phòng ngự nữa, soạt bóng như này hay là cự ly thời ổn định rồi sẽ giúp cho chuyền chuẩn hơn. Và hai anh chàng hậu vệ cánh thì cũng vậy, mình cũng sẽ gắn cái khéo léo với lại tổ chức đó, khéo léo tổ chức gắn thêm một cái nữa, hoặc là khéo léo tắt bóng. Và GK thì mình sẽ gắn huấn luyện kỹ năng, đó chính là cản quá sút khoảng cách trung bình nè, là cản quá sút. Hai kỹ năng này sẽ giúp cho thủ môn chụp sút xa và chụp chính đề tốt hơn. Và nhà quản lý thì mình sẽ chọn huấn luyện viên, đó chính là Sam Allardyce. Với huấn luyện viên này có tốc độ chạy nè, có khả năng xâm nhập, hai cái rất là quan trọng của sơ đồ 4-1-2-1-2 này luôn. Còn về phần chiến thuật đơn đội của sơ đồ 4-1-2-1-2 này thì mình sẽ chỉnh tốc độ là 54 nha, chuyền sẽ là 40, chọn vị trí sẽ là tổ chức. Đội hình này thì mình sẽ chơi theo kiểu là phản công nhanh, bởi vì mình có hai tiền đạo phía trên và mình có thêm một CM nữa thì đường truyền của mình á, nó đường tấn công mình rất nhanh lắm. Đôi khi mình có thể truyền thẳng từ CM lên ST luôn, và đó đường truyền cực kỳ dài vào vòng cấm của đối phương. Hoặc là các bạn sẽ phải ban mặt ngắn nha, tuy là phản công nhanh nhưng mà truyền mình sẽ ngắn từ CDM qua CM á, nó rất là ngắn. Từ CM qua CM cũng ngắn, từ CM lên tiền đạo cũng ngắn luôn, cho nên những cầu thủ họ đứng rất là gần với nhau. Họ mình hoàn toàn có thể ban bật theo kiểu là chuyền một chạm cực nhanh, và các bạn có thể hoàn toàn chọn cầu thủ có năng chuyền tốt á. Thì cái đội hình này mình sẽ phản công và mình sẽ ban bật từng bước tới vòng cấm của đối thủ luôn, và chọn vị trí mình để tổ chức để mình biết được à cầu thủ này đá vị trí này thì mình sẽ chuyền nó nhỉ hơn mà không bị sai vị trí. Còn về phần chiến thuật đội thì mình sẽ để chuyền bóng là 73, tạt bóng là 60, sút là 20 và chọn vị trí sẽ là tổ chức. Thì đây là sơ đồ mình sẽ thiên về xâm nhập vòng cấm nhiều hơn. Mình vẫn có thể sút xa, mình vẫn có thể tạt, nhưng những đường tạt của các bạn thường sẽ rơi vào chân của hai chàng hậu vệ cánh, khi họ dâng lên thì những đường tạt đó nó không chuẩn xác lắm. Cho nên mình sẽ để ở đây là khi mà cầu thủ banh ra biên thì cầu thủ họ sẽ chạy vòng cấm, nhưng để giúp mình có thể chuyền tốt hơn. Và những cú sút ghi bàn của mình thì ưu tiên trong vòng cấm nha, vẫn có thể sút ngoài vòng cấm sao chưa á, nhưng mà trong vòng cấm để cái tỷ lệ thành bàn nó cao hơn, nó chuẩn xác hơn. Và chuyền bóng mình sẽ để là 73. Thì để những đường chuyển mình, đây là sơ đồ xâm nhập cấm thì những đường chuyển mình cầu thủ họ sẽ chạy vòng cấm nhiều hơn, thì mình sẽ có những cái cơ hội ghi bàn rõ ràng hơn, và nhớ chuyền càng chính xác càng tốt. Thì chọn vị trí mình sẽ để tổ chức thôi, để mình biết được những cầu thủ nào mình có thể ghi bàn đó. Mình không muốn là mình sẽ cầm hậu vệ cánh để đối mặt thủ môn. Và phòng thủ thì mình sẽ để game lực là 27 nha, quyết liệt là 23 và cự ly mình sẽ là 40, đường thủ sẽ tự do. Đôi này thì mình sẽ thủ theo kiểu là mình sẽ giãn cách cái đội hình của mình ra đó, và sau đó thì mình sẽ game lực nhiều hơn. Ở quyết liệt thì mình cũng sẽ có để mà có thể tắt banh, nếu như mà các bạn có thể pressing tầm cao thì vẫn có thể pressing luôn, nhưng cái quyết liệt này mình có thay bằng cái nút áp lớn trong bàn phím á, thì mình sẽ có thể tăng này lên 80 khi bóng đang ở trong chặt. Còn về chiến thuật đơn của từng cầu thủ thì tiền đạo mình sẽ để công 3 thủ 1 nha, sẽ nắp chạy chỗ. Đây sẽ là tiền đạo chạy chỗ, anh chàng này sẽ luôn luôn di chuyển về phía trước và chọn những cầu thủ có năng chọn vị trí tốt, có thể tách hậu vệ ra nha. Và đặc biệt là vị trí này mình cũng sẽ thường xuyên tung ra những cú sút xa khi mà đối phương thủ quá đông trong cấm thì
không thể nào mà nó thể truyền vào nữa thì mình cũng có thể tung ra cú sút xa. Thì nên chọn những tiền đạo khả năng sút xa tốt nè, nên chọn những tiền đạo khả năng phối hợp tốt, bởi vì đây là sơ đồ ban bọc, đây là sơ đồ thiên về truyền nhiều hơn, thì cầu thủ đó ít nhất cũng phải có cái chỉ số truyền ngắn cao để xíu để phối hợp với lại những người đồng đội của mình đó. Và 2/5 là một điều cực kỳ quan trọng cho đội hình này trong tiền đạo, bởi vì đôi khi mình sẽ cần phải sút bằng chân trái, đôi khi mình phải cần sút bằng chân phải, thì tiền đạo đó nên cái nữa là có tốc độ nha. Ronaldo de Lima, Lewan, Shevchenko sẽ rất phù hợp cho vị trí này khi một tiền đạo chạy chỗ. Và tiền đạo thứ hai thì mình sẽ để là công 3 và thủ 1, tấn công công bằng, hỗ trợ cơ bản đánh chặn và xâm nhập công bằng. Thì tiền đạo này sẽ là tiền đạo làm tường cho tiền đạo kia. Cái này mình sẽ làm theo tính chất bắt cầu, tức là Guerra là CM sẽ truyền qua cho tiền đạo làm tường. Tiền đạo làm tường sẽ kiến tạo cho tiền đạo chạy chỗ. Nhưng thực sự mình để như vậy thôi. Ở đây mình để tấn công bằng thì đôi khi anh chàng này sẽ làm tường á, nhưng đôi khi anh chàng này cũng sẽ chạy chỗ và xuyên phá hàng ngự đối phương để ghi bàn đó. Nhưng mình vẫn nên có một tiền đạo họ làm banh cho tiền đạo khác thì sẽ nhịp nhàng hơn, để cái đường tấn công mình nó mạch lạc hơn. Nếu cả hai cùng chạy thì đôi khi CM cũng sẽ hơi bối rối khi mà bị pressing quá nhiều người kẹp đó. Và nên chọn những cầu thủ như là Harry Kane nè, CR7 nè, Ibra nè cho vị trí tiền đạo làm tường này, bởi họ có khả năng truyền tốt, họ có khả năng vững chắc khi mà làm banh cho đồng đội. Và tiếp theo là vị trí CM thì mình sẽ để công 3 thủ 2, hỗ trợ phòng ngự cơ bản, đánh chặn thông thường, duy trì vị trí và hỗ trợ tại bóng cân bằng. Thì đây là vị trí mà các bạn sẽ phải sút rất là nhiều khi mà bóng đứng ở trước vòng cấm. Đây là một vị trí các bạn sẽ phải truyền cho hai tiền đạo, là một vị trí các bạn sẽ làm banh cho toàn đội, vào là một trong những vị trí ghi bàn rất là nhiều từ những cú sút xa. Bởi vì đây là một cầu thủ rất là đa năng và cực kỳ quan trọng sơ đồ này luôn nha. Hầu hết mọi đường tấn công các bạn đều phải thông qua anh chàng này. Anh chàng này là người sẽ phòng ngự lui về khi cần thiết nữa, vẫn có thể lui về và vẫn có thể, đặc biệt là những cú sút xa, cho nên chọn những cầu thủ như là Guerra nè, là Kevin De Bruyne nè, là Gullit nè, là có thể là Benzema hay Zidane, những cầu thủ có thể sút, có thể truyền và đôi khi có thể xâm nhập vòng cấm cực kỳ tốt nữa. Tiếp theo là hai vị trí CM, thì đây là hai vị trí cũng cực kỳ quan trọng nha. Đây là hai cầu thủ sẽ lên công và về thủ rất là nhiều lần luôn. Ở đây mình sẽ để xu hướng sẽ là công 2 và thủ 2, tham gia tấn công, đánh chặn thông thường, duy trì vị trí và hỗ trợ tại bóng công bằng. Thì đây là hai vị trí mà mình muốn là những cầu thủ này chắc chắn họ phải nằm trong vòng cấm của đối phương cái đã, bởi vì nếu như không có hai cầu thủ này lên tham gia tấn công á thì bạn sẽ bí bài chắc chắn luôn, một mình CM và hai tiền đạo sẽ không thể nào xuyên phá được. Và anh chàng này nếu như mà các bạn để tấn công công bằng á thì đôi khi anh chàng này không lên, thì lúc đó cái tình huống bên đó mình sẽ bị động và mình sẽ không thể nào tìm ra được cái khoảng trống để mà có thể ghi bàn. Thì anh chàng này sẽ băng lên tham gia tấn công và có thể tung ra những cú sút xa, có thể tung ra những cú sút trong vòng cấm. Có thể chọn Toni Kroos nè, Gullit nè, Cucu nè, hay kể cả Milinkovic Savic hay Balak, Guerra đều phù hợp cho vị trí này, kể cả Beckham nữa, là những cầu thủ có khả năng sút xa tốt và có năng chạy lên chạy về thủ cũng rất là ok. Còn về vị trí CDM thì mình sẽ để xu hướng sẽ là công 2 và thủ 3, tấn công công bằng, phòng thủ công bằng, đánh chặn thông thường. Thì đây là một anh chàng tiền về phòng ngự, mình nghĩ là nên chọn cầu thủ có khả năng phòng ngự tốt tí xíu, bởi vì anh chàng này cũng sẽ lên công nhưng sẽ không lên thường xuyên đâu. Cái mình muốn chàng này là sẽ thường xuyên ở nhà nhiều hơn để tránh bị những pha phản công. Nên chàng này sẽ chọn những cầu thủ có năng phòng ngự tốt như là Savic nè, là Gullit nè, là Balak, có thể là Rijkaard, có thể là một Asian, một trong những CDM thiên về phòng ngự nhiều hơn là tham gia tấn công. Và tiếp theo là bốn chàng hậu vệ, thì hai chàng hậu vệ cánh mình sẽ để công 2 và thủ 3, không tham gia tấn công nha. Thực chất thì nếu như trong một sơ đồ bình thường 4-1-2-1-2 thì mình sẽ để đây là tấn công công bằng, nhưng không, ở đây mình muốn là không tham gia tấn công để hạn chế những pha phản công nhanh của đối thủ, bởi vì ở gameplay hiện tại á, những pha phản công nhanh thì hiểu quá, mình sẽ để họ không tham gia tấn công. Họ vẫn có thể lên nhưng cái mức họ lên chỉ ở mức giữ sân thôi. Hai CB thì mình sẽ là công 1 và thủ 3 để chắc chắn anh chàng ở nhà chứ, đúng không, để không được tấn công những pha bóng không đáng có. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bàn về cách vận hành của sơ đồ 4-1-2-1-2 này sẽ vận hành ra sao, mình sẽ phòng ngự cùng những phản công nha. Đội hình này khi mà phòng ngự thì các bạn lưu ý sẽ phải cầm hai hậu vệ cánh, nó kéo ra hai cánh trước một cái, bởi vì đội hình này là đội hình không gian hẹp, ở trung lộ rất là nhiều nhưng khi ra cánh thì rất là thiếu, cho nên khi mình kéo cầu thủ ra cánh như vậy thì mình sẽ bắt bài được những đường truyền xuyên cánh của đối thủ. Và khi mà cứ được banh thì các bạn quán mình truyền nhanh lên, bởi vì đội hình này là đội hình phản công nhanh, các bạn chỉ cần tung ra những đường chuyển chuẩn xác thôi thì chắc chắn sẽ có CM là sẽ có tiền đạo ở phía trên đang chờ những đường truyền của các bạn, và một pha phản công đó chắc chắn thành bàn và đối phương sẽ không thể nào mà đuổi đội hình kịp đâu. Còn không thì các bạn có thể set up một cái tình huống mà các bạn sẽ tung ra những cú sút xa để thành bàn. Đội hình này mặc dù là mình chỉnh chiến thuật đội ở phần sút đó mình để có 20 thôi, thấp thôi, nhưng mà cầu thủ vẫn có khả năng sút xa tốt nha, bởi vì trước vòng cấm của đối thủ lúc nào sẽ có một hoặc hai người họ sẽ phải kèm, họ kèm trong vòng cấm thì mình sẽ có nhiều khoảng trống hơn để mình tung ra những cú dứt đê, để mình tung ra những cú sút xa. Với đội hình này ở tiền đạo là CAM hay kể cả CM đều là những cầu thủ có khả năng sút xa cực kỳ tốt. Thì khi mà các bạn đã thuần thục được sơ đồ 4-1-2-1-2 này rồi á, thì những pha kết hợp phản công nhanh nè kết hợp với lại sút xa thì đây sẽ là bộ combo thần thánh của sơ đồ 4-1-2-1-2 này luôn. Đối phương sẽ rất là khó đoán
Một pha phản công nhanh của mình chỉ trong gói gọn tầm dưới 2 phút in game là mình có thể có ngay một bàn thắng rồi. Đó là toàn bộ chi tiết về chiến thuật đơn nè, chiến thuật đội nè, nhà quản lý, huấn luyện viên, kỹ năng cũng như là cách vận hành của sơ đồ 4-1-2-1-2, một sự thay đổi mới làm cho mình có thể phù hợp gameplay hiện tại hơn. Và dĩ nhiên mỗi sơ đồ sẽ có rất nhiều cách vận hành và mỗi cách vận hành sẽ có rất nhiều sơ đồ để áp dụng, và các bạn có thể comment phía dưới phần bình luận á và những sơ đồ nào các bạn muốn xem trên kênh của mình để rồi chúng ta sẽ cùng bàn luận với nhau về điều đó. Và đừng quên để lại mình một like và subscribe để giúp mình có thêm động lực làm những video sau. Và một lần nữa cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn mà đã xem video này của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.